thì con gái tôi đã khỏi được bệnh trầm cảm. Và bản thân tôi cũng rất là nhiều bệnh tật, vừa bị huyết áp thấp này, vừa bị viêm đầu gối. Thế thì sau một thời gian thì hai mẹ con đều khỏi bệnh hết. Thì tôi thấy môn pháp này thì là rất là tốt. Xin chào các bạn, tôi tên là Minh Anh và tôi đang sinh sống ở VP5, bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Cô con gái của mình cũng mắc một cái chứng bệnh là trầm cảm rất là nặng. Và sau đấy mình cũng đã được nhân duyên là gặp bác sĩ Nguyễn Sĩ Hóa là phó giám đốc của bệnh viện Gia Liễu, thì cũng hồng pháp cho hai mẹ con và nói là môn đại pháp này rất tốt. Thì về nếu mà con mà theo đại pháp thì con sẽ tu luyện là con sẽ khỏi bệnh. Thì mình cũng về và cũng làm theo cái hướng dẫn của bác. Thì sau một thời gian rất ngắn thôi thì con gái tôi đã khỏi được bệnh trầm cảm. Và bản thân tôi cũng rất là nhiều bệnh tật, vừa bị huyết áp thấp này, vừa bị viêm đầu gối. Đấy thì sau một thời gian thì hai mẹ con đều khỏi bệnh hết. Thì tôi thấy môn pháp này thì là rất là tốt. Tại sao lại nói là môn tu luyện? Môn pháp Luân Công là môn tu luyện. Vì thực ra là tu ở đây không phải vào chùa, mà tu ở đây là tu tâm tính, nâng cao đạo đức. Và mình bỏ những các cái thói hư tật xấu của mình. Khi mình đọc quyển chuyển pháp luân của sư phụ Lý Hồng Chí, và mình đã thay đổi tính tình từ căn bản, và mình ngộ ra được cái chân thiện nhẫn. Thế nhưng lại có một nước trên thế giới là nhiều người theo nhất thế giới thì đấy chính là Trung Quốc. Người người theo, nhà nhà theo, công viên họ luyện công rất là đông, và họ cũng cải thiện được sức khỏe tâm tính rất lớn. Nhưng lại ở bên đấy lại có một cái sự là gọi là bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bức hại những học viên Pháp Luân Công, và họ đã có những các cái động thái theo mình nghĩ là không đúng đắn, đó là bôi nhọ, vu khống, bỏ tù vô cớ, tra tấn dã man, và có những cái còn nặng hơn nữa là đã mổ cướp nội tạng sống những học viên Pháp Luân Công, thu lợi bất chính, và đó là tội ác, và cả thế giới lên án. Thì mình nghĩ là toàn thế giới những người có thiện lương thì đều không thừa nhận cái cuộc bức hại này, để cho cuộc bức hại này sớm được chấm dứt và tất cả mọi người đều sống trong một cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Con xin cảm tạ sư phụ đã giúp cho con và con gái của con đã vượt qua những cái nguy nan, và cuộc sống của con bây giờ hoàn toàn là cảm thấy rất hạnh phúc khi được giúp đỡ những người khác để làm những các cái việc tốt và biết đến Pháp Luân Đại Pháp để trở thành những người tốt trong xã hội. Con xin kính chúc sư phụ năm mới vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo.